87-87 nhá, chở sang Thuận Thành, anh lấy bao kìa, chuẩn luôn. Chạy được không? 80 tấm. 80 tấm, anh chở bao nhiêu chuyến đi cho anh lấy bao tiền? Ở chỗ cầu Hồ đi vào đường mà đi đấy. Xe nhà mày đâu? Không, em mới sợ em bao nhiêu giờ không có người làm, bây giờ cũng không có người chở đấy, phải ra hết. 80 tấm. Vâng. Dài 8m7. 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 Hả? Đâu? Bây giờ là đây, giờ bắt đầu chạy đây. Chạy là anh, em khiêng xe thẳng cho anh luôn. À, khiêng thẳng bây giờ thì đã đi được rồi. Chiêu, đâu là chiêu vậy? Hả? Đâu là chiêu? Đi vào cái đường mà, cái bờ đi xung qua, cái bờ vượt rồi đấy. Cứ sẽ dọc bờ đi nữa. Hả? Không, anh đi vào chỗ kia, anh có cái đèn quan trắng.